Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa mẹ đại diện cho thân tộc, kính thưa chị Trúc Sen đến từ thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý cô bác và anh chị em hiện diện kính mến, hôm nay nhân ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm cho ông và vợ của chúng tôi, được sự hiện diện của cô bác và anh chị em đồng đạo trở về đây tham dự, gia đình cũng có ngỏ lời mời chị Trúc Sen trở về đây nhân ngày kỷ niệm để kể lại những nhõn chuyện bên thầy cho đồng đạo chúng ta cùng nghe, phát hiện kiến thức và tin, đặt những niềm tin trên bước đường tu cho đến ngày thành công viên mãn. Trước khi vào chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai đồng đạo đến diễn đàn để thành kính diễn âm lại bài từ giả bổn đạo khắp nơi. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc Sen là đầu tiên xin trân trọng kính chào chư vị đồng đạo thân thương, kính chúc chư vị được nhiều sức khỏe, phúc lạc trong tình thương này đồng bộ chư Phật. Hôm nay thật là một diễm phúc lớn, Chúc Sen thì hơn tháng rồi thì được đồng đạo Dũng Từ Bi còn có dẫn Chúc Sen đến đây để nhận bánh tế để mình đi cứu trợ cho những mảnh đời bất hạnh, thì mới được biết là gia đình của anh chị bé. Và khi đến đây thì cũng được cái tình thương mến thương của gia đình cũng kết cái tình huynh đệ với nhau. Thì hôm nay thì nhân dịp là gia đình của anh chị bé có cái lễ kỳ dỗ, cho nên là có ngỏ ý mời Chúc Sen thì cũng để đáp lại cái tấm thân tình đó. Thì hôm nay thì Chúc Sen từ thành phố Hồ Chí Minh về đây thì trước là lễ tổ lễ thầy, và sau đó thì thắp nén tâm hương cũng nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho chư hương linh của bác ở đây được thính pháp phong linh tốt quá, mê đồ siêu sanh tịnh độ. Và để trước khi bước vào cái buổi mà để đọc những cái mẫu chuyện bên thầy, thì cho phép Chúc Sen xin thành lòng gửi đến bài Ai Người Tri Kỷ của Đức Thầy. Và cũng xin thưa cùng với quý vị, thì cũng giống như là quý vị ở đây thì hàng ngày thì quý vị ăn với sắm giảng, ngủ với sắm giảng. Còn như với Chúc Sen thì con thì từ thành phố Hồ Chí Minh, lâu lâu mới có chút nhân duyên, mới có dịp gì để mà nghe vài ba câu. Thành ra là để mà được trao chuốt mượt mà, giống như quý vị thì không thể nào trao chuốt mượt mà được. Thì có điều chi sơ sót thì cũng rất mong quý vị chỉ dạy Chúc Sen. Chúc Sen xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ, A Di Đà Phật. Bớt ê cho lại đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ đời xưa gặp dịp nay, ai người tri kỷ ai là ai, tại sao cho lửa trăng hiền thảo
tất tất mất quyền sâu ai hiểu đắng ắng là tổ tất sĩ của ca Quang cầu đến
thôi, bỏ chân thôi và để tiếp nối chương trình xin mời đồng đạo gửi đến bài từ giả bổn đạo khắp nơi. A Di Đà Phật xin trân trọng kính mời hai vị. Ban chiếu lão hồn giáo
Hay hơn châu báu ngọc ngà.
chữ loài độc địa mới là yên tâm. Làm